nào. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Khảo sát Cuộc Sống. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên với câu hỏi thứ nhất. Đây là câu hỏi được khảo sát cho 100 người và có 5 đáp án đang nằm trên bảng điểm. Câu hỏi chúng tôi như sau. Hãy kể tên tòa tháp hoặc kiến trúc hình tháp nổi tiếng trên thế giới. Có không nào bảng điểm? Có hay không ạ? Xem các đáp án còn lại. Vậy là sau câu hỏi đầu tiên kết quả như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai với số điểm sẽ được đem đôi. Người ta thường dùng thứ gì có vị chua để chế biến món ăn? Câu trả lời không được trùng khớp nhau. Câu nào khó bạn có thể cho qua và chúng tôi sẽ quay trở lại nếu còn thời gian.
Giành được 200 điểm bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi đặc biệt. Ngoài toan quảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Bạn hãy kể tên một loài động vật có lông màu xám. Ngoài dụng cụ học tập, phụ huynh còn thường nhắc trẻ mang theo gì khi đi học? Theo bạn, người ta có thể đi du lịch bằng phương tiện gì? Ngoài các loại quần áo, hãy kể tên một loại dụng cụ bảo hộ lao động mà bạn biết. Ngoài toan quảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Sau 5 câu hỏi ở lượt thi đầu tiên, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi số 1, ngoài toan quảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Bạn đã nói. Câu hỏi thứ 2, bạn hãy kể tên một loài động vật có lông màu xám. Và bạn đã nói là. Câu hỏi số 3, ngoài dụng cụ học tập, phụ huynh còn thường nhắc trẻ mang theo gì khi đi học? Bạn đã nói là. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, theo bạn người ta có thể đi du lịch bằng phương tiện gì? Bạn đã trả lời là. Và câu hỏi thứ 5, ngoài các loại quần áo, hãy kể tên một loại dụng cụ bảo hộ lao động mà bạn biết. Và bạn nói rằng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào lượt thi đấu thứ 2. Lượt thi đấu thứ 2 của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Ngoài toan quảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Bạn hãy kể tên một loài động vật có lông màu xám. Ngoài dụng cụ học tập, phụ huynh còn thường nhắc trẻ mang theo gì khi đi học? Ta có thể đi du lịch bằng phương tiện gì? Ngoài các loại quần áo, hãy kể tên một loại dụng cụ bảo hộ lao động mà bạn biết. Sau lượt thứ 2 ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên, ngoài toan thoảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Và bạn trả lời. Chúng tôi đã hỏi, bạn hãy kể tên một loài động vật có lông màu xám. Bạn đã trả lời. Câu hỏi tiếp theo, ngoài dụng cụ học tập, phụ huynh còn thường nhắc trẻ mang theo gì khi đi học? Bạn trả lời. Câu thứ tư, chúng tôi hỏi, theo bạn người ta có thể đi du lịch bằng phương tiện gì? Và bạn trả lời là. Và câu cuối cùng, ngoài các loại quần áo, hãy kể tên một loại dụng cụ bảo hộ lao động mà bạn biết. Bạn đã trả lời là. Rất tiếc bạn đã chưa đủ điểm để chiến thắng vòng đặc biệt.